Tết với mỗi người sẽ có một sắc thái khác nhau. Sống trên đời cũng được 20 năm rồi và tôi rút ra được một kết luận. Tết chỉ có một mà cách ăn Tết thì muôn hình vạn trạng. Nhưng đâu mới là Tết vui nhất, trọn vẹn nhất? Tết bận rộn, tất nhiên rồi, Tết đến thì có biết bao nhiêu việc phải làm. Quét nhà nè, lau nhà nè, dọn dẹp mọi thứ hay là trang trí nhà cửa. Và kết quả là không còn sức lực để đi đâu chơi nữa. Hoặc Tết nhàn, đối với một số người thì Tết là thời gian rảnh rỗi nhất. Không đi học, không đi làm, cũng không có đi đâu chơi. Đơn giản là chỉ muốn tận dụng những ngày nghỉ Tết để nằm ương ở nhà, lăn qua, lăn lại, ngủ hoặc cùng lắm là chỉ xem một vài chương trình trên TV. Thế là xong. Hay Tết Live Drive, Tết là thời điểm để bạn đoàn tụ với gia đình, gặp gỡ với bạn bè. Cho nên việc Live Drive một chút men là chuyện không thể tránh khỏi, đúng không? Nhưng với một số người thì việc Live Drive này kéo dài suốt cả một cái Tết luôn. Cũng có thể là Tết thả thính. Bởi với đa số các bạn nữ thì Tết là khoảng thời gian để mặc những bộ quần áo đẹp nhất, trang điểm rực rỡ nhất để thả thính lên mạng xã hội. Và kết quả như thế nào? Có anh nào dính thính hay không thì có trời mới biết. Thế nhưng hãy thử gạt bỏ niềm vui cá nhân để bước ra hòa vào niềm vui chung của gia đình để cùng đón Tết xem nào. Tết sẽ ngọt ngào và ấm áp hơn bạn nghĩ rất nhiều đấy. Và cách đón Tết này tôi gọi nó là Tết gia đình. Và tôi cũng nghĩ đây là cách ăn Tết trọn vẹn nhất. Đó, như ban đầu tôi đã nói, mỗi người sẽ có một cách ăn Tết của riêng mình. Nên Tết vẫn luôn mới mẻ, luôn thú vị đúng không nè? Nhưng mà dù cho có cách ăn Tết nào đi nữa thì Tết vẫn là phải ở bên cạnh những người thân yêu nhất của mình. Đón Tết phải đón cho thật đông đủ thì Tết mới đẹp được, có đúng không nào? Smart và Zumbo S2 Duo trả góp 0% trên tất cả các hệ thống FPT, Viễn thông A, Thế giới di động. Đặc biệt có cơ hội nhận lì xì lên đến 375 triệu đồng khi mua tại hệ thống Thế giới di động trên toàn quốc. Tết đã selfie là đông đủ đẹp.